nay mấy anh em mình lại tiếp tục đi câu lươn. Dạ, hiện giờ là mấy anh em mình đang ở trong một cái cồn cây mà ít nước lắm, bèo là đứng là nửa ngực á. Dạ, mình đang đứng trong cái bèo này, nửa ngực á, rất là tốt bèo rồi. Tiếp tục đi câu lươn bụi thôi, tung cho bụi đi. Nay đi dọc theo cái bờ kênh này đó là buổi chiều cũng mát mẻ. Xíu à, mới để hôm qua hôm kia thôi. Mãi tổn không nè, ấy nè, thấy không? Nhỏ nhưng mà có quá được có mà. Bỏ rồi đoàn lâu lương rồi mấy em. Đồng dữ vậy. Ồ. Ừ, tốt quá. Trời. Bỏ cái lương nó to mấy em. Quá đã, quá đã. Ô trời. Chỗ chỗ cái chân anh Tân có cái hò á. Đấy hả? Ôi trời, bọn lương này. Lương bụi mấy anh em ơi. Từ từ ra. Vô đây là xuống. Nóng xuống. Đâu. Dính rồi mấy anh em, dính rồi mấy anh em ơi. Đâu. Cục cái này to này lâu nạn lắm này. Cục, ngay thì dài. Oh.
thôi, sợ nó vô cái túi thôi. Rồi. Đồ anh Hiệu này. Lâu em rước không? Đúc qua đây, cái đúc qua kia. Thế bạn nhức đũa. Ồ, mấy này mấy này mà. Đây là đây đây mới tới là cái túi bò con này. Túi đó đúng là bò con. Ừ. Cái cậu nó chạy cái mười heo con không à. Mướm to chứ. Không, cái kiểu này nó chả chụp không kịp đó công ơi. Ừ. Ở xí đi lên kia đi. Ừ. Đây còn lưng luôn. Rồi mấy anh em ơi, thành quả của năm anh em mình đi câu lương cả ngày nay nè. Cả ngày đâu ông thưa. Đi một giờ tới bây giờ. À dạ hả? Đó, quá trời. Ui trời. Được tôm chú hết chưa? Còn là hòn khủng không à. Dạ này. Ui trời mày lưng quá đó mấy anh em ơi. Ô con này nó bò nhanh quá. Còn kiểm soát nó đi chứ không là mình đà mở đâu. Ừ, cho vô lẹ. Ừ, cho vô thôi. Chứ để nó nhủi xuống cùng luôn á. Nhủi gì nổi nữa. Thế rồi phải không? Thế mà tôm hết cho mấy mà. Tôm. Mà lương bốn. Xin nữa chứ. Xin chứ không xin. 6. Tôm 9 hả? Đúng không? Ừ. Nên là buổi chiều nào mấy này mình đi câu được 9 con. Còn là cũng hòn siêu khủng không à. Là chuyện là về có màu nhậu xa luôn á. Từ nhiều đời nhậu là té ghế rồi. Nhậu hết bia luôn mấy anh em. Rảnh rỗi mà mấy anh em đi cái màu về chiều lên ra đâu chứ. Đó, giờ này cũng chưa chịu lên luôn mấy anh em, cũng đang đi tìm lương nữa nè. Đó là lâu lâu có ngày chủ nhật. Còn mình là ngày nào cũng chủ nhật cái kìa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Thôi về thôi.